Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận càng phương liên. Hiện tại giá ga ETH khá là cao nên các bạn làm airdrop trên nền tảng ETH thì có podcast thì nó vậy thì vậy, không vậy thôi các bạn. Tôi càng này nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter và Binance nè các bạn. Binance Messenger đi tiếp với comment nha các bạn. Một tôi cần Noku cung lại bạn ơi, nó gì ơi khi lít sàn hả, được bao nhiêu thì được nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nữa các bạn, mình thấy ở trên đồng cũng là dáng này đó, làm luôn các bạn like nữa các bạn, các bạn test lại nữa các bạn, rồi đi tiếp với cái bình luận luôn các bạn. Good Airdrop token này nó sẽ swap blockchain. Thôi đi các bạn, khi nào nó về thì mình sẽ tính nha các bạn. Các bạn mới đáp lại các bạn. Khi nào nó vậy mình rồi các bạn bấm nét nha bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi chút xíu nha các bạn. Rồi video đầu tiên thì các bạn cũng join kênh group kênh seller hai kênh nữa các bạn. Rồi, các bạn chọn sao các bạn. Rồi, các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi, kênh seller các bạn. Rồi, các bạn mới đáp lại các bạn. Bấm bấm don. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ EGC 20. Rồi các bạn tìm địa chỉ ETH này các bạn, sao chép này các bạn, bắt đắp gì đây các bạn, bạn dán vào các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả bạn nha bạn, cộng MMO của bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm balance để xét số cần kiếm được nha bạn. Mình nhận 8,759 token Goku Gaffer. Nên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân. Bluefly Wishgao. Con này sẽ minimum 50 cho các bạn. Thì nó nói các bạn chỉ tiện được tối đa là 6 ghép nè bạn. Nó sẽ phân phối vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 sau khi đạt đủ 30 thành viên nha tất cả các bạn. Thì tôi cần tự động phân phối dưới của tất cả các bạn. Vì video đến đây cũng kết thúc, mình cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình.